cặp nha, ai cặp nha cho ông đi chơi chèn lóng vậy anh ấy chơi chèn lóng mà ăn muối à vậy chứ là nghề ở bán này. Đó là thầy chú. Thầy đi thầy mới nhìn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.